Nghiên cứu thấm nhuần những thành tựu phát triển mới và các giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghiên cứu cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bổ sung phát triển năm 2011 và chiến lược kinh tế xã hội 2011-2020, nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 11 và các nghị quyết Trung ương ban hành trong những năm vừa qua. Về thực tiễn, cần hết sức coi trọng, trau dồi về kỹ năng lãnh đạo, quản lý, khả năng nghiên cứu tổng kết thực tiễn và kỹ năng xử lý tình huống trong chỉ đạo, điều hành, tăng cường các báo cáo điển hình từ thực tế công tác. Đồng chí Tô Huy Rứa lưu ý, bối cảnh trong nước và quốc tế hiện nay đang đặt ra rất nhiều vấn đề sinh động, phong phú, phức tạp, đòi hỏi người cán bộ làm công tác lãnh đạo, quản lý phải kịp thời nắm bắt, phân tích, xử lý có hiệu quả phục vụ cho công tác lãnh đạo, quản lý. Vì vậy, yêu cầu về nghiên cứu tổng kết thực tiễn đối với học viên của lớp học phải được coi là một trong những yêu cầu quan trọng hàng đầu. Chương trình đi thực tế phải xác định chúng các vấn đề thực tiễn tại các địa phương và đề xuất các giải pháp hữu hiệu, khả thi đối với cấp ủy, chính quyền địa phương và các bộ ngành trung ương. Khuyến khích đi đến những nơi có thực tiễn sinh động, đến vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, nơi có nhiều khó khăn, phải đến tận cơ sở để cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu của nhân dân và thực trạng đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Ngày 20 tháng 8, đoàn công tác của Bộ Chính trị do Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu làm việc tại tỉnh ủy Đắk Nông về kiểm tra và tiếp tục triển khai nghị quyết Trung ương 4, một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, tiếp tục triển khai cuộc vận động, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mục đích của đợt kiểm tra là nhằm tập trung làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, vi phạm trong việc thực hiện đánh giá kết luận sau việc tự phê bình và phê bình trong toàn Đảng. Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh ủy Đắk Nông đã báo cáo kết quả kiểm tra việc tiếp tục lãnh đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, báo cáo kết quả tự kiểm tra việc thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục triển khai cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trước đó, kết quả kiểm điểm của tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy có 3 tổ chức cơ sở đảng bị thi hành kỷ luật, trong đó khiển trách 2, cảnh cáo 1. Có 119 đảng viên bị thi hành kỷ luật, trong đó có 68 bị khiển trách, 30 bị cảnh cáo, 5 cách chức, khai trừ 16, khai trừ khỏi đảng 12. Trong những ngày làm việc tiếp theo từ 21 đến 23 tháng 8, đoàn công tác sẽ chia 2 tổ tiến hành kiểm tra tại các đơn vị tổ chức đảng. Ngày 20 tháng 8 tại Hà Nội, đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị về việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và việc thực hiện chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị khóa 11, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, làm việc với Đảng ủy, Tổng cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự An toàn Xã hội Bộ Công an. Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Trần Anh Dũng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự An toàn Xã hội trình bày báo cáo kết quả lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và việc thực hiện chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Báo cáo nêu rõ, những năm qua, Đảng ủy lãnh đạo Tổng cục đã tập trung lãnh đạo Đảng bộ Tổng cục hoàn thành tốt các chương trình nghị quyết công tác hàng năm trên lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội, thực hiện có hiệu quả các chủ trương công tác lớn về đảm bảo trật tự an toàn xã hội, thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đảng ủy lãnh đạo Tổng cục đã sớm xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện nghiêm túc, đạt nhiều kết quả tốt, qua đó giúp mỗi cán bộ chiến sĩ tự soi lại bản thân, tu dưỡng rèn luyện trong công tác và đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm trong công tác được nâng lên. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Doãn Khánh, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Tổ trưởng Tổ kiểm tra số 2 nhấn mạnh, cấp ủy, thủ trưởng trong Đảng bộ Tổng cục xác định việc học tập, quán triệt thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, coi trọng và làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, chủ động nắm bắt kịp thời diễn biến về tư tưởng của cán bộ chiến sĩ, phấn đấu học tập, rèn luyện theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong thời gian tới, Đảng bộ Tổng cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự An toàn Xã hội cần phát huy những kết quả thành tích đã đạt được, tiếp tục xây dựng lực lượng, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Chiều ngày 20 tháng 8, Bộ Công Thương đã họp về dự thảo quy hoạch phát triển ngành công nghiệp dệt may Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Dự thảo đã đưa ra 6 giải pháp quan trọng để quy hoạch phát triển ngành dệt may. Theo Bộ Công Thương, trong quy hoạch lần này, định hướng phát triển các sản phẩm, lĩnh vực quan trọng như phát triển sản xuất vải phục vụ may xuất khẩu, sản phẩm dệt, kỹ thuật y tế, phát triển nguồn nguyên liệu sơ bông, cây có sợi, sơ sợi tổng hợp và phụ liệu may. Có 6 giải pháp để thực hiện quy hoạch, đó là phát triển mở rộng thị trường, thu hút đầu tư, quản lý ngành, phát triển nguồn nhân lực, phát triển công nghiệp hỗ trợ và nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ.
Trong 6 giải pháp trên thì phát triển công nghiệp hỗ trợ là điểm quan trọng nhất trong quy hoạch. Bởi muốn tạo ra giá trị gia tăng cao cho ngành dệt may thì nhất thiết phải tăng tỷ lệ nội địa hóa. Cần phải có những cái thay đổi để đáp ứng với nhu cầu thực tế, với tình hình thực tế. Và chính vì vậy cho nên ấy là cái việc mà cần phải là xây dựng cái quy hoạch của cái năm từ nay đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 là rất là cần thiết. Và hiện nay cái chuyển dịch lao động của ngành dệt may nó cũng có nhiều cái thay đổi. Thì chúng ta cũng thấy đấy là những cái lý do mà chúng ta thấy cần phải có cái xây dựng cái quy hoạch. Nhưng mà tôi cho rằng là chúng ta cần phải lựa chọn ra một số các cái dự án trọng điểm mà có cái hỗ trợ thích đáng để cho nó làm cái cú hích, là tạo điều kiện cho ngành phát triển. Thì nếu mà chúng ta mà hỗ trợ nó quá dàn trải thì thực tế mà nói cũng không đủ lực để mà làm. Mục tiêu của quy hoạch là xây dựng ngành dệt may trở thành một trong những ngành công nghiệp mũi nhọn về xuất khẩu, có khả năng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước ngày càng cao, tạo công ăn việc làm xã hội, nâng cao khả năng cạnh tranh và hội nhập vững chắc vào nền kinh tế khu vực cũng như trên thế giới. Hiện Việt Nam đã, đang và sẽ đàm phán để ký các hiệp định thương mại mang lại nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp dệt may. Vì thế, quy hoạch phát triển dệt may lần này có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đường vành đai 3 trên cao là tuyến cầu cạn hiện đại nhất Việt Nam, được dư luận đặc biệt quan tâm bởi đây là dự án giao thông đầu tiên vượt tiến độ. Đáng chú ý là có gói thầu đã vượt tiến độ tới 18 tháng. Tuy nhiên, được đưa vào sử dụng gần một năm đã xảy ra hiện tượng có nhiều vết sụt lún sâu. Sau hơn 9 tháng đưa vào khai thác sử dụng, tuyến đường vành đai 3 trên cao Hà Nội hiện nay nhiều đoạn đường đã xuất hiện những vết lún. Đoạn đường xuống giao với Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến bị lún mặt đường kéo dài và sâu vài cm, tạo thành những rãnh nhỏ trên mặt đường. Khoảng 2 tuần trước, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Sumitomo Mitsui Nhật Bản đã khắc phục được khoảng 10 mét mặt đường hư hỏng và vẫn đang theo dõi để khắc phục. Tôi đi qua đây khoảng tháng rồi thì đã thấy vết lún rồi. Cũng chưa thấy có tai nạn giao thông. Ban quản lý dự án Thăng Long cho biết, toàn bộ thiết kế thành phần cấp phối của lớp bê tông nhựa này áp dụng theo quy trình tiêu chuẩn quốc gia. Mặt bê tông nhựa nóng được yêu cầu thi công và nghiệm thu mới ban hành. Đây là dự án thực hiện bằng nguồn vốn ODA do công ty tư vấn Oriental Consultants giám sát thi công và thường xuyên được hội đồng nghiệm thu nhà nước kiểm tra, đảm bảo tuân thủ đúng hồ sơ thiết kế cũng như quy trình, quy phạm thi công. Tuy nhiên, nguyên nhân dẫn tới việc đường lún được cho là do ảnh hưởng của tình hình các xe quá tải thường xuyên lưu thông trên tuyến đường này. Liên quan đến hiện tượng hằn vệt bánh xe mặt đường cầu cạn vành đai 3 ảnh hưởng đến chất lượng công trình, phóng viên truyền hình Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Đỗ Quang Minh, giám đốc dự án. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa ông, trước tình trạng lún mặt cầu kéo dài thì ông đánh giá như nào về chất lượng công trình này khi đưa vào sử dụng mới chỉ gần một năm? Trước hết, tôi xin khẳng định rằng đây không phải hiện tượng lún cầu, lún đường như thời gian một số thông tin đã đưa. Nếu mà có hiện tượng lún cầu lún đường thì đã công trình đã được phong tỏa không cho thi công, cho giao thông đi lại thì nó ảnh hưởng đến an toàn. Đây là một cái hiện tượng về thằn bánh xe nhỏ tại một số cục bộ mà không ảnh hưởng đến quá trình khai thác giao thông bình thường hiện nay. Với thực tiễn công trình do nhà thầu Nhật Bản tư vấn giám sát, cũng là tư vấn giám sát Nhật Bản, và quá trình kiểm tra thường xuyên của hội đồng nghiệm thu nhà nước thì tôi khẳng định rằng cái lớp về tổng thể chất lượng công trình là đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên chỉ có một số đoạn bị trồi sụt nhựa mặt đường. Vậy có nguyên nhân liên quan đến chất lượng nhựa thảm mặt bê tông hay không ạ? Về chất lượng bề mặt nhựa thảm thì tôi xin khẳng định rằng đối với công trình do nhà thầu Nhật Bản thi công cũng như tư vấn giám sát Nhật Bản giám sát, toàn bộ vật liệu đầu vào của tất cả các hạng mục công trình đều được tư vấn giám sát kiểm soát chặt chẽ cùng với phía các cơ quan liên quan như hội đồng nghiệm thu nhà nước hoặc phía ban quản lý dự án, thì tôi khẳng định là vật liệu đầu vào đưa vào đảm bảo tiêu chuẩn thiết kế. Vậy tại sao lại có hiện tượng hằn vệt bánh xe? Có ý kiến cho rằng hiện tượng này phải tìm được nguyên nhân thì mới khắc phục được triệt để. Nếu không sẽ giống như mặt cầu Thăng Long, sửa nhiều lần rồi lại bị hỏng. Hiện tượng vệt hằn bánh xe xảy ra trước hết về phía ban cũng như nhà thầu và tư vấn thấy có hai nguyên nhân chính. Thứ nhất là xe tải nặng chạy vượt quá tải trọng thiết kế lưu thông trên tuyến đường là rất nhiều. Hiện chúng tôi đã và đang đo được là khoảng 70% số xe
tải chạy trên lưu thông trên tuyến là vượt tải trọng thiết kế. Thứ hai là do nhiệt độ ở khu vực là rất cao, có khi lên đến trên 34-35 độ, nhưng mà nhiệt độ kết cấu tại vị trí mặt bê tông nhựa cũng như kết cấu cầu lên đến 6-70 độ. Đây là cũng là hai nguyên nhân mà chúng tôi đánh giá là hai nguyên nhân chính. Về giải pháp khắc phục thì trước mắt thì chúng tôi cùng với nhà thầu đã chủ động tiến hành sửa chữa những cái vị trí như đã nêu. Đối với giải pháp lâu dài thì chúng tôi cùng với tư vấn và nhà thầu đang nghiên cứu để đưa ra tìm nguyên nhân chính xác và cũng đưa ra được cái giải pháp tối ưu nhất trong thời gian tới. Xin cảm ơn ông. Liên quan đến vụ nhân bản xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức làm chấn động dư luận thời gian qua, 10 đối tượng bao gồm giám đốc, phó giám đốc và các kỹ thuật viên khoa xét nghiệm đã chính thức bị khởi tố. Thông tin trên được đưa ra trong cuộc họp